Mến chào các em đến với lại buổi ôn tập ngày hôm nay. Bài hôm nay chúng ta sẽ ôn tập đó là bài tạo họa tiết bằng chấm màu. Chúng ta sẽ có phần quan sát nhận xét, rồi gợi ý cho chúng ta về cách vẽ nhắc lại, và chúng ta cũng tham khảo một vài những cái hình mà cô sưu tầm để chúng ta có ý tưởng khi chúng ta thực hành bài kiểm tra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quan sát nhận xét. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát về những cái hình ảnh hoa lá từ thiên nhiên thật. Để chúng ta dựa vào những cái hình ảnh hoa lá từ thiên nhiên thật đó và vẽ vào trong trang trí sao cho đẹp mắt và phù hợp hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quan sát một số những cái họa tiết đã được cách điệu để tạo thành một họa tiết trang trí. Ví dụ như hình đầu tiên là hình con công, thứ hai là hình ảnh của chú hải mã, thứ ba cũng là một dáng con công với một cái kiểu đứng khác, thứ tư đó là hình ảnh của con bọ, được trang trí rất là đẹp mắt với màu sắc hài hòa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát thì từ những cái hình ảnh hoa lá thật đó mà có thể cách điệu với nhiều hình dáng khác nhau. Ví dụ như hình ảnh của hoa sen, chúng ta thấy rất là nhiều cách điệu đơn giản hóa nhằm vào việc trang trí. Và kế bên chúng ta cũng thấy được là hình ảnh của hoa sen đã được vận dụng vào trong trang trí. Và ở đây cũng đưa lên một số những cái hình ảnh về cách điệu những cái bông hoa lan để chúng ta thấy là việc trang trí cho những cái cánh hoa cũng như là kết hợp với màu sắc tạo nên những cái họa tiết rất là đẹp mắt, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Về cách vẽ thì ở đây chúng ta thấy các bước vẽ cô nhắc lại là ở trong sách giáo khoa cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy. Đầu tiên là từ một chiếc lá và dựa vào chiếc lá đó chúng ta vẽ lên giấy. Rồi sau đó chúng ta thêm vào và định dạng một cái hình dạng sao cho phù hợp với trang trí. Và tiếp theo đó là chúng ta phân mảng hình bên trong của chiếc lá và dùng những cái màu sắc phối hợp để có thể tạo mảng, mỗi một mảng là một màu xen kẽ. Và cuối cùng là chúng ta hoàn tất các bước, các mảng hình bằng việc chấm màu. Còn hình kế bên chúng ta thấy hình ảnh cách thể hiện ngoài vẽ về lá, chúng ta có thể vẽ về con vật. Và ở đây minh họa cho một hình ảnh của con bướm, có thể là vẽ con bướm khi mà nó đi bay nghiêng theo từng bước như sau. Bước 1, bước 2, bước 1 vẽ một bên cánh, bước 2 vẽ cánh bên kia. Và bước 3 bắt đầu chúng ta thể hiện cái phần cách điệu từng cánh bướm. Và bước 4 là chúng ta hoàn thiện cách điệu cả 4 cánh. Và cuối cùng là bước chúng ta lên màu. Thì dựa vào các cách điệu này chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái chấm màu để tạo điểm nhấn cũng như là sự phối hợp màu sắc hài hòa cho hình ảnh của con bướm này cũng được. Ở phần tham khảo, chúng ta sẽ tham khảo một số bài của các bạn học sinh mà cô đã sưu tầm được. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là dựa vào những cái phân mảng trong những cái cánh hoa mà các bạn đã phối hợp màu sắc bằng việc chấm những cái mảng màu xen kẽ để tạo nên một cái họa tiết đẹp với cái cách sử dụng chấm màu. Và kế bên là hình chiếc lá, hình ảnh chiếc lá được
sắp sắp đặt hoặc là cách điệu rất là đẹp, thì chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta có thể hoàn thành cái bài của mình qua cái cách chúng ta tham khảo bài của các bạn mình. Ở phần hướng dẫn về nhà thì chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ cho tiết kiểm tra giữa kỳ 2 bằng cách là chúng ta sẽ chuẩn bị bút chì, gom, bút lông hoặc có thể màu. Nói chung chúng ta có thể sử dụng bất kỳ những cái nguyên vật liệu có sẵn cũng cũng được để chúng ta có thể chấm màu một cách chủ động hơn, linh hoạt hơn. Tiết học của chúng ta tới đây là tạm dừng. Mến chúc các em thực hành bài tập được đạt được những kết quả tốt nhất. Chào các